Xin chào, mình là Nguyễn Lê Quỳnh Anh. Hiện tại thì mình đã học xong lớp 12 tại trường Nguyễn Thượng Hiền. Hôm qua thì mình mới đi phỏng vấn và mình đã đậu visa. Lúc tới đó thì mình đi với ba mẹ khá là run. Xong rồi mình tới hơi bị sớm nên là khi mà vô xếp hàng á, có một cái chị kia kiểm tra xong rồi bảo là mình tới sớm quá, kêu mình lại đi qua đường lại đứng chờ tiếp. Xong phải chờ một hồi nữa mới được qua lại. Khi mà mình qua lại thì lúc đó mới được đi vô nhưng mà vắng luôn rồi. Xong rồi mình vô đó cái là gặp ai mình cũng cười hết, từ cái người bảo vệ xong rồi tới những cái người ở bên trong phòng kia là mình cười hết. Xong rồi mình đợi đứng xếp hàng vô trong đó thì mình thấy có tám ô lận. Mình vô ô đầu tiên xong rồi có một cái chắc là cái anh người Mỹ da trắng tóc vàng gì rất là đẹp trai. Sau đó thì mình anh đã hỏi mình là đưa cho anh nó học bạ, thì mình đưa cho nó xem. Xong rồi anh nó hỏi là ba mẹ mình làm nghề gì, thì mình trả lời như là đã được chuẩn bị trước đó. Xong rồi anh đó đánh máy một chút cái là anh đó quay lại hỏi mình tiếp là nhà mình có người thân bên nước ngoài không, xong rồi mình sẽ học trường gì, rồi mình sẽ học ngành gì. Xong rồi mình trả lời cho anh đó nghe cái là anh nó lại đánh máy, xong rồi anh nó bảo là chúc mà mình sẽ học tốt ở bên đó. Xong rồi anh đó giữ lại passport của mình rồi bấm cho mình một cái tờ giấy, xong rồi trả lại cho mình cái E20. Vậy là xong rồi, mình phỏng vấn rất là ngắn rồi. Mình thấy rất là may mắn khi mà được phỏng vấn nhẹ nhàng vậy, tại vì mình thấy có một vài bạn đứng những cái ô kế bên bị phỏng vấn rất là nhiều và rất là đáng sợ. Thì kinh nghiệm của mình là khi mà vào đó là chắc là gặp ai cũng cười hết. Xong rồi kể cả cái người đứng xếp hàng kế bên mình cũng cười luôn. Xong rồi vô đó thì mình cứ tự tin, xong rồi đứng nhìn người ta xong rồi cười. Xong rồi khi mà người ta đứng không thì mình hỏi là người ta có muốn hỏi mình thêm gì nữa không. Kinh nghiệm của mình chỉ có như đó thôi, tại vì mình thấy là mình khá may mắn khi được phỏng vấn ngắn như vậy. Lúc mà mình học ở đây thì chị Thúy dặn dò mình rất là nhiều, xong rồi hỏi mình rất là nhiều câu, xong rồi kiểu như là dự phòng mọi tình huống có thể xảy ra để mình bị hỏi nhiều như thế nào luôn á. Xong rồi làm cho mình cũng hơi sợ, nhưng mà khi tới đó thì chị trước khi đi thì chị kêu là hả, nhưng mà dự phòng bị thôi thì có khi là em phỏng vấn lần đầu nên là sẽ nhẹ nhàng lắm nên không có gì đâu, xong rồi nếu mà rớt cũng không sao. Nhưng mà may mắn là mình được đậu. Rất là cảm ơn chị Thúy vì chị rất là nhiệt tình giúp đỡ mình, ngày nào lên cũng khảo bài liên tục. Mình phải lên nhiều lần lắm luôn, chắc là cũng phải gần cả chục lần luôn xong rồi mình mới dám đi phỏng vấn. Tại vì trước đó thì mình đã có anh họ là đi học tại Mỹ và anh học qua đó là anh học tiếng Anh trước, nên là mình không có bằng IELTS nên là mình qua đó mình cũng phải học tiếng Anh trước. Và mình học ở trường FLS, trường đó ở bang ở Los Angeles, Cali, nên là mình chỉ là đăng ký giống như cái trường mà trước đó anh đã đăng ký thôi. Tóm lại là lời khuyên của mình khi mấy bạn đi phỏng vấn là hãy cười thật tươi, vô đó ai cũng gặp ai mình cũng cười hết, xong rồi mình tỏ ra thân thiện. Ở đúng rồi, với lại người ta có hỏi tiếng Việt thì mình cũng cứ trả lời tiếng Anh, tại vì vô là cái ông đó hỏi câu đầu tiên là câu tiếng Việt, xong rồi mình cứ trả lời tiếng Anh, xong rồi một hồi cái ông cũng hỏi tiếng Anh mình luôn. Mình nghĩ là khi mà mấy bạn đi học Mỹ thì chắc là mấy bạn chỉ cần tự tin vui vẻ thì khi vô phỏng vấn thì sẽ dễ dàng đậu thôi, đừng có lo lắng quá. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức.
Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838484879, 0989006890. Website www.tandaiduong.edu.vn.